Xem review là một câu chuyện, khi mà đến nơi thực tế trải nghiệm lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Đó là cái cảm giác của mình dạo gần đây khi đi ăn ở các quán ăn ở Bình Dương. Và không phải riêng gì ở Bình Dương mà ở các tỉnh khác cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ mà mình bị hố ở các quán Bình Dương thì nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như ở quán này là Hương Đồng Quê ở Cầu Ông Cột, thì khi mà xem ở trên mạng á, thấy có một cái món bao tử hầm tiêu được bỏ tất cả vào trong một cái bao tử và sau đó đem ra bàn, chúng ta sẽ cắt cái bao tử đó ra và rớt những cái phần nhân ở bên trong, nhìn rất là ngon mắt và độc lạ. Nhưng mà khi đến nơi á, thì hỏi ra nhân viên họ còn ngờ ngợ không nhớ được cái món đó. Khi mình nhắc tới là đã có xem một cái video của một bạn reviewer á, thì lúc đó mới nói là cái món đó là chúng ta phải đặt trước mới có chứ bình thường thì sẽ không có. Nhưng mà trong cái video reviewer đó thì không hề nhắc tới cái vấn đề này. Cảm giác như mình đã đi đến nơi để thưởng thức cái món bao tử hầm tiêu này nhưng lại không có, mang lại cho mình một cái cảm giác cực kỳ bị hụt hẫng. Và không chỉ riêng ở quán này mà còn một số quán khác nữa thì cũng có chia sẻ một cái số thông tin, và sau đó mình check thử đi thử thì rất là thất vọng.